thường xuyên mua hàng trên mạng qua các ứng dụng và các trang web mua sắm. Chị Hải Linh là một trong số những người may mắn khi thoát khỏi bẫy của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được sự tỉnh táo và cẩn trọng như vậy. Bạn ấy chị bảo rằng là chị có đơn của Shopee, đơn gì thì em không biết, chỉ biết ở đây là shop quần áo. Đấy, thì bạn ấy cứ nói mập mờ như thế, thành ra mình cũng thấy nghi nghi thì mình mới gọi điện, thì về mẹ bảo là không có đơn nào để ở chỗ hay để cả. Thế tôi mới kiểm tra lại một lần nữa, thì lúc bạn ấy gọi cho tôi là giọng con trai, nhưng xong đến lúc chuyển cho tôi tài khoản thì lại là số điện thoại, là số tài khoản của một bạn nữ. Thì tôi thấy nghi ngờ, tôi không chuyển nữa, tôi gọi lại thì họ tắt máy. Thủ đoạn giả mạo người giao hàng không phải là mới. Thời điểm thực hiện thường là vào lúc nạn nhân không có nhà. Kẻ xấu nói rằng đã chuyển hàng và yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để trả tiền hàng. Rất nhiều người mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, dẫn đến tiền mất mà hàng thì chẳng thấy đâu. Mấy hôm nay tôi thường nhận được số điện thoại lạ gọi đến, nói là tôi có đơn hàng. Lúc đó thì tôi có hỏi là số tiền là bao nhiêu, thì đối tượng có nói là 180.000. Và tôi đã chuyển khoản cho đối tượng rồi, nhờ đối tượng gửi vào trong sảnh như mọi khi. Đến khi về nhà tìm món hàng đó thì không thấy, và search trên tất cả những cái trang đặt hàng thì tôi không thấy món hàng nào trị giá 180.000. Lúc đấy tôi đã biết là mình bị lừa đảo rồi. Với mỗi đơn hàng, những đối tượng này có thể chiếm đoạt từ vài chục, vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng. Nhiều người vì số tiền mất không quá lớn đã không trình báo cơ quan công an. Vì vậy, những đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng và số tiền chiếm đoạt cũng không hề nhỏ. Quả thực là như vậy. Bản chất của tội phạm là tinh vi và xảo quyệt. Người ta nắm được những cái quy định của pháp luật ấy, là đối với cái tội lừa đảo ấy, là có cấu thành gì? Vật chất phải gây ra những cái thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên thì bị xem xét trách nhiệm hình sự. Nhưng mà tuy nhiên pháp luật hình sự cũng lường trước được những cái tình huống như thế này. Pháp luật hình sự quy định là nếu gây ra những cái thiệt hại dưới 2 triệu đồng nhưng mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì vẫn xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận số điện thoại lạ, không chuyển khoản khi chưa thấy đơn hàng đã đặt. Khi bị lừa đảo, hãy báo ngay cơ quan công an để có thể phối hợp truy tìm và xử lý những đối tượng lừa đảo, giúp cho việc mua bán trên các sàn thương mại điện tử được uy tín và trong sạch hơn.